Xin chào, các em đang đến với chuyên mục 10 vạn câu hỏi về văn. Và trong ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn xử lý nhanh một đề bài liên quan đến văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Marquez nhé. Cụ thể đề bài đó như sau. Từ văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Marquez, em hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ về vũ khí hạt nhân. À, với đề bài này thì chúng ta sẽ có một chút xíu phân tích đề nhé. Cùng với chị phân tích đề, thứ nhất là chúng ta phải xác định được vấn đề nghị luận ở đây, đó chính là vũ khí hạt nhân. Chúng ta sẽ bàn luận những cái điều xung quanh vũ khí hạt nhân. Thì các em sẽ thấy rằng đây là một vấn đề mà đang bất cập và được rất nhiều người quan tâm đến. Nó gây nhức nhối trong dư luận, cho nên chúng ta có thể xác định đây là một vấn đề thuộc hiện tượng xã hội, được không? Cho nên là chúng ta sẽ viết một đoạn văn thuộc cái dạng nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống nhé. Bên cạnh đó, chúng ta cũng xác định được cái dung lượng của chúng mình, đó là một đoạn văn khoảng 200 chữ thôi. Vậy nên là thay vì cái việc là chúng ta sẽ viết rất là nhiều, chúng ta có thể bàn luận về hiện trạng, về nguyên nhân, về hậu quả, về hiểm họa, về giải pháp vân vân, thì các em hãy chú ý trong việc lấy dẫn chứng để tạo được điểm nhấn cho cái đoạn văn của mình nhé. Cụ thể như thế nào? Bây giờ hãy cùng với chị đến với phần dàn ý chi tiết. Và trong phần này có những phần chị đã nêu ví dụ về cách diễn đạt rồi, thì các em cố gắng ghi chép lại nếu như bài tập này khiến cho các em gặp rất nhiều những cái khó khăn. Về dàn ý của chúng ta thì trong phần mở đoạn các em sẽ dẫn dắt và nêu được vấn đề. Các em phải nêu được vấn đề là có nghĩa là phần mở đoạn của chúng mình là trả lời cho câu hỏi là đoạn này tôi viết về cái gì. Và ở đây là chị hướng dẫn các bạn dưới dạng một đoạn văn theo hình thức, theo cấu trúc tổng phân hợp. Nếu như mà đề bài của chúng ta yêu cầu rõ hơn là viết đoạn văn diễn dịch hay là viết đoạn văn quy nạp, thì các em sẽ dựa vào những yêu cầu đó để xem là cái câu chủ đề của chúng mình sẽ đặt ở phần nào nhé, ở đầu đoạn hay là cuối đoạn. Còn nếu như mà đoạn văn tổng phân hợp thì chúng ta cứ đầu đoạn thì chúng ta nêu vấn đề nghị luận, rồi cuối đoạn chúng ta khẳng định lại vấn đề đấy thôi. Thế chưa nào? Đến phần thân đoạn thì các em sẽ có những bước như sau. Thứ nhất là chúng ta giải thích này, sau đó chúng ta nêu nguyên nhân, nêu hiểm họa, nêu giải pháp và bài học nhận thức và hành động. Đây rồi. Nhưng mà cụ thể trong phần giải thích thì chúng ta sẽ nêu những cái gì? Sẽ có rất nhiều bạn bị lạc vào cái phần là chúng ta đi nêu quá nhiều những cái thuật ngữ khoa học ở đây. Đúng, vũ khí hạt nhân là một cái thuật ngữ khoa học, bởi vì là nó được hình thành từ những cái nghiên cứu về mặt vật lý, hóa học, đúng không? Cho nên là chúng ta cứ nghĩ rằng là phải giải thích nó thật là tường tận, nhưng mà không cần phải như thế đâu. Và đặc biệt là đây là một đoạn văn nghị luận xã hội, thì thay vì việc chúng ta giải thích những cái thuật ngữ khoa học đó, các em chỉ cần nêu rằng là vũ khí hạt nhân là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó là do các phản ứng hạt nhân tạo ra, và không phải là tạo hóa mà chính con người tạo nên vũ khí hạt nhân. Như vậy là đã đầy đủ và đã đủ để người ta hiểu được vũ khí hạt nhân là gì và ai là người phát minh ra nó. Vũ khí hạt nhân cũng có thể coi là một thành tựu trong nghiên cứu vật lý. Tuy nhiên, thay vì những cái lợi ích, những cái tiềm năng mà vũ khí hạt nhân đem lại, thì hiểm họa của nó gây ra rất là khôn lường, và chúng ta sẽ đi sâu bàn luận về cái hiểm họa của vũ khí hạt nhân để từ đó đưa ra những cái lời kêu gọi, những cái bài học để hạn chế việc chạy đua vũ trang và chạy đua vũ khí hạt nhân các em nhé. Đó là phần giải thích. Thì trong phần giải thích này, song song với đó các em có thể nêu ra cái thực trạng trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân từ xưa đến nay. Chúng ta biết được rằng là trong khuôn khổ một đoạn văn thì chúng ta sẽ không đi sâu quá vào những cái việc giải thích các thuật ngữ khoa học, mà chúng ta sẽ nêu lên những cái con số. Ví dụ như là chúng ta sẽ học tập được từ văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Marquez, để biết được rằng là từ ngày 8 tháng 8 năm 1986, người ta đã thống kê được có đến hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân đã được bố trí trên khắp hành tinh này, và cho đến hiện nay thì con số này còn tăng hơn rất là nhiều. Và có một cái phép so sánh rất là sinh động mà các em có thể đưa vào bài viết, đó chính là mỗi người không trừ trẻ em thì đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ. Đã thấy kinh khủng chưa? Những con số rất là kinh hoàng để chúng ta hình dung được là cái số lượng đầu đạn hạt nhân ở trên thế giới hiện nay đang là một con số rất đáng báo động. Và nếu như mà tất cả những đầu hạt nhân đó được kích hoạt thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Một cái tương lai mà không ai dám mường tượng đến, đúng không? Đó, thì trong phần thực trạng này các em sẽ nêu lên một số những cái con số để cho bài viết của chúng mình sinh động hơn, và cũng để người ta hiểu được thế nào là vũ khí hạt nhân, và vũ khí hạt nhân nó tiềm tàng những cái sức mạnh như thế nào.
Còn về nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân thì có thể kể đến đó chính là do những cái mục đích về quân sự, do những cái mục đích mà do những cái thế lực hiếu chiến muốn đạt được về cho mình, hay là cũng bởi vì do có rất nhiều những cái tư tưởng về mặt chính trị và quân sự đang muốn chạy đua vũ trang, cho nên là những cái quốc gia khác khi mà đặt mình vào cái hoàn cảnh là phải tự bảo vệ lấy mình thì họ cũng muốn tham gia và cũng muốn trang bị cho mình những cái vũ khí để có thể bảo vệ quốc gia của mình, đúng không? Đó là những cái điều tất yếu thôi. Nhưng mà dù sao, nguyên nhân dẫn đến cái việc xuất hiện vũ khí hạt nhân thì đúng là nó là một cái nghiên cứu và một phát minh của con người. Nhưng mà hơn trên hết, cái việc sử dụng nó xuất phát từ những cái mục đích quân sự, xuất phát từ những cái mục đích sở hữu không đáng để chúng ta ca ngợi, đúng không? Đúng không nào? Đó, cho nên là các em có thể nêu cái phần đó trong phần nguyên nhân. Và đặc biệt, chị muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta hãy nên đi sâu vào hiểm họa của việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Đây sẽ là cái điều đáng bàn nhất trong bài viết này, chị nghĩ là như vậy. Và trong phần này chúng ta sẽ có thể lấy những cái dẫn chứng thiết thực trong thực tế để chứng minh cho cái quan điểm của mình. Thứ nhất là vũ khí hạt nhân nó tiềm tàng những cái hiểm họa mà chúng ta đã thấy được trong lịch sử rồi. Đó chính là hiểm họa mà vũ khí hạt nhân đem lại chính là hủy diệt sự sống của con người. Nó làm ô nhiễm môi trường, mà không phải là chỉ con người đâu, mà là hủy diệt tất cả mọi sự sống ở trên trái đất. Các em nhớ lại vụ thả bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản năm 1945. Một vụ thả bom thì cái hai quả bom nguyên tử đấy nó chỉ yếu bằng 1/100 so với những cái vũ khí hạt nhân hiện nay thôi. Nhưng mà cái sức công phá, cái sức hủy diệt của nó đã khiến cho hơn 200.000 người thiệt mạng. Và những cái dư chấn của nó, những cái ảnh hưởng của nó vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay. Đó chỉ là một trong rất rất nhiều những cái vụ thử vũ khí hạt nhân, những cái hành động mà rất là đáng lên án. Và đó chính là hiểm họa, đó chính là những cái con số thiết thực nhất để cho thấy được cái hiểm họa của vũ khí hạt nhân. Hay là chúng ta có thể học tập hay là vận dụng cái tư tưởng của Marquette ở trong văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Ông cũng đã khẳng định được rằng là nếu như mà kích hoạt toàn bộ những cái đầu đạn hạt nhân này thì sẽ làm tất thảy sự sống ở trên trái đất sẽ mất đi đến 12 lần. Không phải là một lần mà là xóa bỏ đến 12 lần sự sống trên trái đất. Các em đã thấy nó kinh khủng chưa? Và như vậy thì vũ khí hạt nhân là đi ngược lại với lý trí của con người và tự nhiên. Nếu như mà con người chúng ta tự nhiên tất cả mọi sự sống trên trái đất này đã mất hàng triệu triệu năm để có thể tiến hóa và duy trì, thì chỉ cần một cú kích nổ thôi, nó sẽ khiến hủy diệt đi mất 12 lần và thậm chí là còn rất 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 nhiều lần nếu như mà vũ khí hạt nhân vẫn còn tiếp tục được nghiên cứu và tăng thêm về sức công phá của nó. Đúng chưa? Cho nên là trong phần này các em hãy đưa thêm những cái dẫn chứng thiết thực mà người ta có thể hình dung được về hiểm họa của việc sử dụng vũ khí hạt nhân các em nhé. Và từ những cái hiểm họa đó thì chúng ta hãy nêu lên những cái giải pháp để ngăn chặn nguy cơ bùng nổ về vũ khí hạt nhân. Thứ nhất là những cái việc mà chúng ta có thể làm đó chính là đoàn kết lại để lên tiếng đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Chúng ta cần nhiều hơn những tư tưởng như Marquette. Chúng ta cần nhiều hơn những văn bản như đấu tranh cho một thế giới hòa bình để có thể nói lên tiếng nói của những người yêu hòa bình, nói lên tiếng nói của những người trân trọng sự sống của mình. Sự sống của chúng ta đã là một đặc ân rồi, chúng ta phải trân trọng nó thay vì cái việc là nghĩ suy và nghiên cứu về những cái việc để hủy hoại đi sự sống đó. Đúng chưa? Và một cái giải pháp nữa là chúng ta có thể, khi mà các em tìm hiểu, các em sẽ thấy được đã có những cái bản hiệp ước về việc sử dụng và nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, chúng ta cần nhiều hơn những cái bản hiệp ước như vậy. Những cái hiệp ước đó đã được thành lập từ rất lâu rồi, nhưng mà thực tại thì chúng ta thấy được rằng là bây giờ các quốc gia vẫn đang không ngừng chạy đua vũ trang đấy chứ. Cho nên chúng ta cần nhiều hơn những cái công ước quốc tế, những cái hiệp ước quốc tế mà bắt buộc các nước lớn, những cái đế chế lớn, những cái quốc gia lớn cần phải tham gia vào đó và cam kết thực hiện nó để có thể bảo vệ và duy trì cái sự sống ở trên trái đất này. Và cuối cùng thì từ những cái việc hiểu biết như vậy, những cái nhận thức như vậy, chúng ta có được những cái bài học. Thì bài học ở đây không gì hơn, đó chính là chúng ta phải biết quý trọng cái sự sống của mình.
Thay vì cái việc để chúng ta ủng hộ những cái cuộc chiến tranh, những cái cuộc chạy đua vũ trang mà có thể hủy hoại sự sống ở trên trái đất, thì chúng ta hãy biết đoàn kết hơn, hãy biết ưa chuộng hòa bình. Và có một sự thật đó là vì sự tồn tại của bản thân mình, tất cả mọi quốc gia có hay không có vũ khí hạt nhân cũng phải lên tiếng thống nhất cho một trái đất sớm sạch bom nguyên tử, sạch bom hạt nhân. Đó chính là một cái thông điệp mà các em có thể đưa vào bài viết của mình và gửi gắm nó đến người đọc, đến người nghe thông qua bài viết của mình các em nhé. Cuối cùng thì các em khẳng định lại vấn đề ở trong phần kết đoạn. Như vậy là các em đã có thể hoàn thành một bài viết mà từ văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình, để chúng ta đưa ra cái quan điểm của mình, đưa ra cái những cái suy nghĩ của mình về vũ khí hạt nhân. Qua đây thì chị cũng mong muốn rằng là trong quá trình chúng ta học các cái văn bản nhật dụng ở trên lớp, hay là trong quá trình chúng ta làm bài tập nghiên cứu, thì các em cũng hãy biết cách đưa ra những cái quan điểm của mình khi chúng ta đọc những cái thông tin như vậy nhé. Rất là cảm ơn các em đã theo dõi video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các em trong những số phát sóng tiếp theo của chuyên mục 10 vạn câu hỏi về văn. Bye bye.